Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng làm món cà tím muối sổi các bạn nhé. Để làm món ăn này các bạn chuẩn bị cho mình cà tím này. Mình dùng 1 kg cà. Cà tím này thì các bạn nhé, cái cà mà nó xanh thẫm ấy, nó thẫm hơn cả thế này ấy, tức là cái là gà lục canh thì các bạn là không mua nhé, mà mình mua cái cà nó hơi trắng trắng như thế này, tức là cà muối này. Cà này thì ăn thì nó sẽ giòn ngon hơn ạ. Cà mà chín thẫm đỏ như chỗ nào như chỗ này ấy, thì là chỉ nấu canh thôi. Khi mình muối ấy, thì nó sẽ bị mềm cà, ăn nó không giòn nhé, không dai không giòn, cho nên là chúng ta nên chọn cà như vậy ạ. Và các bạn chuẩn bị cho mình 1 củ tỏi, 1 quả ớt, muối và 1 ít đường nữa nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ cho mình 1 chậu nước và mình sẽ cho vào đây 1 muỗng muối ạ. Mình sẽ cắt cà để mình ngâm trong nước muối này để cho nó ra bớt cái phần nhựa cà đấy nhé. Đấy ạ, khi cà các bạn sẽ cắt cho mình như thế này. Quả cà lon ấy thì chúng ta ăn nó sẽ đỡ hạt nhé. Bỏ phần đi đã xong thì mình sẽ ấy sau. Để cà bớt vị thấp nhé ạ. Đấy ạ, bây giờ mình sẽ thái cái phần cà này mỏng ra nhé. Các bạn đấy, khi nhìn thấy thì cà như vậy, nhưng khi chúng ta thái ra hạt rất là lon như thế này. Khi mình muối sổi thế này nhé, mình ăn không hết trong ngày ấy, mình sẽ cất vào tủ lạnh. Các bạn có thể ăn hàng tuần mà không bị chua một chút nào, vẫn ngon nhé. Nên là mình cứ thường cứ mua hết 1 cân này, ăn hết xong đó mình lại muối để ăn nhé. Không phải mất công đi lén đi miết gì cả, mất nhiều thời gian. Chỉ cần ngâm trong nước muối loãng này, các bạn ngâm cho mình tầm 15 phút là nó sẽ ra bớt cái phần nhựa của cà đấy nhé. Sau chút nữa các bạn sẽ thấy cái nước này nó chuyển màu đục ạ. Tức là màu nhựa cà nó ra ấy ạ. Khi thời tiết nó nóng lực một chút lên rồi ạ, thì chỉ thích ăn cơm cà thôi các bạn, với nước luộc rau muống hoặc luộc rau cải, hoặc là các bạn có thể dùng với các loại nước ta luộc khác ạ, dễ ăn nhé. Cứ tái hết đi cho mình nhé. Đây các bạn, cái tỏi này mình sẽ đập ra nhé. Có tỏi này nó có mùi thơm của tỏi, khi mình ăn cà rất là thơm, chỉ cần đập dập để tạo mùi thơm thôi ạ. Ớt các bạn thái ra cho mình nhé. Mình muối sổi cho nên là mình sẽ cho tỏi, cho ớt ạ. Để cà thơm ngon nhé, các bạn có thể cho 1 củ riềng các bạn thái ra cho mình ạ. Cà pháo hoặc là cà tím mà các bạn muối sổi lên ấy, chúng ta cho 1 củ riềng vào cũng rất là thơm nhé. Vừa thơm mà vừa làm trắng cà. Đây các bạn thấy không, khi mình ngâm 15 phút các bạn ạ, nước cà nó ra đã rất là đấy, nó thấm hết cả luôn như này và cà rất là trắng như thế này nhé. Bây giờ mình sẽ đem đi mình rửa loại bỏ cái phần nước muối này đi để mình muối cà nhé. Đây ạ, khi cà mình đã muối xong rồi, mình mà muối vào để cho nó óp lại nhé, thì mình chưa có cái ấy muối thì, hoặc là các bạn có cái lén ấy, thì mình cho vào cũng được, không có thì mình muối tạm vào đây nhé. Để trong nữa nó óp xuống ấy thì mình lấy ra mình ăn, còn thừa mình sẽ cất được vào trong hộp ạ. Bây giờ các bạn sẽ cho mình muối ạ. Với 1 cân cà các bạn sẽ cho mình vào đây 3 thìa muối này nhé, thìa vừa phải thôi ạ. Ớt, riềng, tỏi cho vào. Các bạn sẽ cho mình vào đây thìa canh đường nữa nhé. Không những vậy các bạn ạ, các bạn muốn ăn nhanh ý, thì các bạn sẽ bắt cho mình chanh hoặc quất, hoặc là có thể dùng giấm nhé. Nhưng mà mình dùng giấm ý,
thì nó sẽ là để lâu ấy thì nhanh sẽ nhanh bị chua, cho nên là mình dùng quất tự nhiên nó rất là thơm ngon ạ. Còn không thích thì các bạn có thể dùng chanh cũng được, mình muốn lấy hương vị thơm của quất đấy ạ. Rồi chỉ cần 3 quả quất như vậy thôi. Sẽ trộn đều nó lên nhé. Các bạn chỉ cần để cho mình nửa ngày là chúng ta có thể lấy ra để ăn được. Còn không có thì sáng các bạn muối thì trưa có thể lấy ra ăn nhé. Bây giờ mình có thể đậy cái hòn nén này như thế này, mình chèn nó vào ấy ạ, để cho cái phần cà này ấy, nó có cái độ lén để nó ra nước ấy ạ và không bị thâm nhé. Đây ạ, các bạn có thể dùng một cái đĩa ở dưới này nhé. Đó, mình chèn thế này. Một lúc sau á, là nước cà nó sẽ ra nhé. Đây ạ, khi cà mình đã để ngót một lúc rồi các bạn nhé. Đấy, thấy cái phần là cà nó đã xuống và nước nó ra đấy ạ. Các bạn sẽ cảm thấy đấy, rất là nhiều như này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái ô khác cho nó gọn hơn. Cái ô này của mình ấy thì mình nén rất là vừa với hòn nén các bạn ạ, nó không bị hở ra nhé. Đấy, nó sẽ không bị hở, hở không đáng kể ạ. Mới đầu thì sẽ không vừa, khi nó ngót nước nó sẽ vừa đấy ạ. Khi cà mình đấy đấy ạ, các bạn ạ, mình sẽ lấy cái phần cà này nhé để mình ăn nhé, rất là ngon đấy các bạn không, nước của nó không bị đục lửa mà lại trắng ngon như thế này, cà rất là trắng khi mình muối như vậy nhé, thơm thơm của mùi riềng và tỏi nhé. Cà khi các bạn mua hoặc là mình ăn nhé, mình phải có nước các bạn ạ, thì nó mới không bị thâm cà nhé. Như vậy là mình đã được một đĩa cà như thế này. Các bạn thích thì hãy vào bếp làm cùng mình nhé. Cà khi ăn không hết các bạn sẽ cho vào cái hộp cho mình, và mình có thể cất trong ngăn mát tủ lạnh để các bạn ăn dần trong một tuần nhé.